Thưa quý khán giả, trong ký sự sẵn giặc phương Nam hôm nay thì Quốc Thế muốn mời mọi người thực hiện một chuyến hành trình về giới tuổi thơ, về giới những miền ký ức. Tin chắc rằng mọi người sẽ tìm thấy mình ở đó. Và phương tiện sẽ đưa chúng ta quay về là gì? Câu trả lời sẽ có trong chút nữa nhé. Chắc hẳn đến đây thì quý khán giả đã biết sẵn giặc phương Nam mà Quốc Thế muốn nhắc đến là gì rồi đúng không ạ? Vâng, đó là bánh dân gian Nam Bộ. Không biết từ khi nào trên vùng đất phương Nam đã phổ biến những câu ca dao về bánh. Tay bưng cái dĩa bánh bò, giấu cha giấu mẹ cho trò đi thi. Từ việc mượn cái bánh để giao duyên, dân gian còn cường điệu cho thấy loài chim cũng mê ăn bánh. Con quạ nó đứng chuồng heo, nó kêu bớ má bánh bèo chín chưa. Có thể nói ngay thời Khẩn Quan mở đất hình thành ruộng vườn làng xóm, thì bánh trái đã là sản phẩm thân thiết với con người. Trái thì sẵn có ở vườn nhà, còn bánh thì không khó để làm ra, bởi nguyên phụ liệu rất dồi dào, đâu đâu cũng có. Chính vì bánh dân gian Nam Bộ có một vị trí đặc biệt trong dòng chảy văn hóa của dân tộc, nên công tác bảo tồn được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Điển hình nhất là ngày hội bánh dân gian Nam Bộ. Trước đây nó chỉ được tổ chức cấp địa phương tại thành phố Cần Thơ với hình thức là đêm hội. Sau nhiều lần tổ chức thành công và được sự đón nhận của nhân dân mọi miền, nên hiện nay lễ hội này được nâng tầm thành cấp quốc gia, tổ chức mỗi năm một lần. Đây là sự kiện văn hóa mang tính truyền thống nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm bánh dân gian đặc trưng được làm từ gạo, nếp và các loại thực phẩm của Nam Bộ. Đây cũng là dịp cho bà con và khách du lịch đến tham quan thưởng thức và tham gia nhiều hoạt động văn hóa. Từ đó cũng nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ lao động làm du lịch. Rất là thích những cái loại như thế này, bánh mà của chính người nông dân của mình làm ra, quê của mình làm rồi cộng với nước cốt ngon béo rồi thì rất là tuyệt vời. Không những các loại bánh mang tên gọi dân gian thu hút khách trong nước mà còn chiếm được cảm tình của khách nước ngoài đến du lịch hoặc công tác tại Việt Nam. Điều này đã góp phần quảng bá hương vị phương Nam đến với bạn bè quốc tế. Và như thế, tiềm năng của bánh quê đã và đang được đánh thức. Tôi không biết cách thức để ăn, nhưng có nhiều người đã đến giúp tôi, chỉ cho tôi cách ăn bánh. Trông nó rất là đẹp mắt, mà ăn lại ngon. Bánh dân gian không quá cay, không quá mặn. Chúng tôi có thể thưởng thức được. Tôi thích những loại bánh dân gian ở đây. Người ta hiểu về bánh dân gian qua lễ hội là như thế. Nhưng có lẽ để làm được một sản phẩm bánh ngon, đúng vị thì không phải ai cũng biết. Tôi đã tìm gặp đôi vợ chồng nghĩa nặng tình sâu. Họ gắn bó và sống với nhau đến đầu bạc răng long cũng nhờ vào nghề làm bánh bò, bánh chuối. Đó là nghệ nhân Trịnh Văn Lên ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Cũng cần nói thêm rằng Sa Đéc là thủ phủ về bột của miền Tây, nên nhiều loại bánh ngon đã xuất phát từ đây. Nét đặc trưng của nghề làm bánh là phải thức khuya dậy sớm, thức khuya để chuẩn bị nguyên liệu và hấp bánh. Còn dậy sớm là để kịp giao cho bạn hàng hay bán lẻ tại chợ trước bình minh, vì thói quen của người dân miền Tây thường đi chợ vào thời điểm sáng sớm. Hôm nay vợ chồng nghệ nhân Trịnh Văn Lên làm món bánh bò bánh chuối hấp để giao cho khách. Chuối sim là loại trái đa dụng, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon. Những lúc chuối chín rộ quá thì bà con nghĩ đến việc làm bánh, nhưng nhờ vậy mà người ta mới thấy rằng để làm bánh, chuối càng mùi thì càng ngọt. Cách làm bánh chuối cũng rất đơn giản. Chuối chín đập dập và cho vào bột gạo, nêm đường vừa ăn, trộn đều và chuẩn bị hấp bánh. Ngày nay có nhiều loại bột, nhưng phải là bột gạo sai, nhất là xứ Sa Đéc, thì hấp bánh mới ngon.
Bánh phải được hấp trong chiếc sẩn, có lót tấm ni lông để lúc bánh chín không bị dính. Chỉ cần khoảng 20 phút hấp dưới ngọn lửa bếp vừa phải, sẩn bánh chuối thơm lừng đã được cho ra lò. Nhìn cái màu ngà ngà của miếng bánh khiến ta thật khó lòng kềm cảm xúc. Nó ngon một cách khó tả. Hôm nay khách hàng còn đặt hơn 1000 cái bánh bò nên vợ chồng nghệ nhân phải chia việc để làm. Vợ thì hấp bánh chuối, chồng thì làm bánh bò. Ấy thế mới thấy sự đồng cam cộng khổ của vợ chồng. Và ở đó ta còn thấy được tình yêu đối với nghề đã mang lại cuộc sống tuy không dám gọi là khá giả nhưng no đủ. Đủ ngày từ sáng đến chiều đến tối đến cả đêm luôn. Một ngày đi là đâu có phải mình chú làm được. Mấy kêu mấy đứa cháu nó đi tiếp tiếp. Mấy đứa em nó đi tiếp chứ còn mình làm đâu có nổi. Nhiều lúc cũng bảo thím là thôi bỏ bớt đi mà bỏ hay bây giờ. Tình cảm thì bỏ không bỏ được. Đúng như lời ông bà xưa thường dạy, có một công việc thì gọi là nghề, nhưng khi đã gắn bó được thì nó trở thành nghiệp. Mà đã thành nghiệp thì rất khó dứt bỏ, như kiếp tầm ăn dâu phải nhả sợi tơ lòng. Bánh đã quá ngon rồi, nhưng thiếu đi nước cốt thì xem như chưa trọn vẹn. Phần lớn bánh dân gian dù mặn dù ngọt, thì nước cốt dùng để chan hoặc chấm nó như linh hồn của bánh. Và loại nước chấm này như một sản vật đặc trưng của vùng đất Nam Bộ mà không nơi nào có. Vì thế nó không thể lẫn vào đâu. Nước cốt được chế biến từ nước dừa khô nguyên chất, được cho gia vị vào để vừa ăn. Sau đó đun lên đến khi có độ sệt nhất định, và đặc biệt là phải nhỏ lửa. Nói thì đơn giản vậy, nhưng để cho ra mẻ nước chấm ngon thì phải là người có kinh nghiệm, khuấy phải đều tay, nếu không sẽ bị đóng khối. Công đoạn cuối cùng là cho hành lá vào để tạo mùi thơm hấp dẫn. Ngoài hai loại bánh trên thì ở Nam Bộ còn có một loại bánh khác đã đi vào tiềm thức của người dân, đó là bánh bông lan. Soạn giả Quế Chi đã viết lời cho bài hát về loại bánh này mà đã mấy mươi năm qua vẫn đi cùng năm tháng. Hầu như ở miền Nam, chỉ cần nhạc dạo đầu được cất lên, người ta sẽ nhận ra ngay. Còn người làm bánh thì gần như đã đi vào tâm can. Bông lan cánh trắng nhị vàng, anh thương cô nàng đổ bánh bông lan. Nguyên liệu cần có để làm bánh bông lan chỉ là bột, đường và trứng. Nhưng cách làm thì cầu kỳ hơn, đòi hỏi phải có nghề. Nếu không bánh sẽ bị dẻ thì xem như không còn ngon nữa. Nó phải tuân thủ gì đó, nếu mà nó hơi hụt đường cũng không được, mà nó hụt bột cũng không được, trứng cũng không được luôn. Tôi dùng than á cho cái bánh nó mềm theo xưa vậy đó. Nó vàng cái bánh nó thơm, nó ngon hơn. Tất cả mình thí dụ như bây giờ mình làm loại bánh gì đó dùng than nó cũng đẹp hơn đổ điện. Ngày nay không cần phải đợi đến lễ hội của năm hay về quê thì mới được ăn bánh dân gian, mà ngay ở các thành phố lớn thì chúng ta vẫn có thể thưởng thức mỗi ngày. Thậm chí thực khách không có thời gian thì chủ cửa hàng sẽ có shipper giao đến tận nhà hay nơi làm việc. Vì kinh doanh bánh dân gian là một xu hướng mới đang được mọi giới đón nhận. Nó không thuộc tiếp bạo phát bạo toàn như một số thức ăn nhanh mà thời gian qua có lúc từng làm mưa làm gió, như bánh mì nướng sa tế hay các loại trái cây lắc. Bởi người thưởng thức bánh dân gian là được thưởng thức cả những câu chuyện văn hóa từ bánh, nên nó đi vào tâm can của mỗi người một cách tự nhiên. Những cái bánh dân gian đó thì bây giờ rất ít bạn biết, thậm chí mình nói ví dụ như ở quán mình có cái bánh lá đó mà mấy bạn trẻ không bao giờ biết. Cứ thấy cái tên rất là lạ. Nhiều khi mấy bạn đã cũng từng nhìn thấy cái bánh đó nhưng không biết cái đó là bánh lá. Thì quán của mình là gần như là làm đúng theo cái nguyên chuẩn của ngày xưa. Ví dụ như từ nước cốt dừa, phải nạo dừa rồi dắt nước cốt như thế nào, chứ mình không làm dạng bột béo. Và tất cả các loại bánh đó thì mình đều làm nhà. Và từ ở trong quê mình vận dụng những người bà con đồ trong quê bắt đầu đến và mình làm giống như cái bánh ngày xưa. Từ những loại bánh ăn chơi ở miền quê, ngày nay bánh dân gian đã được xuất ngoại, quảng bá văn hóa làm bánh, bán bánh và thưởng thức bánh đến với bạn bè quốc tế. Vừa qua, nghệ nhân Mười Xìm ở thành phố Cần Thơ đã mang bánh xèo sang Mỹ để trình diễn phục vụ thực khách bản địa và được sự đón nhận nồng nhiệt. Như vậy, qua công tác xúc tiến thương mại, những loại bánh dân gian đã dần khẳng định được vị trí, vượt qua sự giới hạn của không gian và cả thời gian. Tồn tại hơn mấy trăm năm, nhưng chưa bao giờ bánh dân gian bị mai một.
Và sau đây chúng tôi muốn mời quý khán giả hiểu hơn về sự tồn tại của bánh dân gian ở một góc độ hoàn toàn khác tại một điểm du lịch. Thưa quý khán giả, tại thành phố Cần Thơ có một địa điểm du lịch rất đặc biệt. Nó như một ốc đảo nằm biệt lập, cách trung tâm thành phố chưa đầy 5 km. Mời quý khán giả hãy cùng Quốc Thế tìm hiểu xem cách làm du lịch của những người dân nơi đây có gì đặc biệt, lại có một sức hút rất lớn đối với du khách như vậy. Chúng tôi ghé vào nhà của chị Phan Kim Ngân, mà mọi người hay gọi là chị Bảy Muôn. Và sản phẩm du lịch mà chị mang đến cho du khách là bánh dân gian Nam Bộ. Đây là mâm bánh quê với 7 loại mà chị đã thức từ đêm hôm để làm theo đơn đặt hàng của khách du lịch. Tuy nói là dân dã, nhưng từ cách bài trí đến việc bảo quản bánh thì rất đổi chuyên nghiệp, không thua gì ở các nhà hàng cao cấp. Chị, bánh này là mình làm một ngày là bao nhiêu phần vậy chị? Tùy theo khách đặt, có khi ngày cả trăm phần. Tùy theo đoàn khách người ta đặt á. Đa số của công ty á, công ty người ta đặt trước mình mới làm. Người ta đặt lịch trước có khi cả tuần. Đã cũng thấy nè, thấy bánh gì nè, thấy ngon không? Dạ rất là ngon. Như hồi xưa thì đâu có bánh chợ đồ ăn nhiều. Ở đây đâu có ai bán bánh chợ đồ ăn. Rồi mình không có mẹ, rồi tía chị á. Mấy giờ bày mần, mấy đời thì mần cũng ngon. Rồi bà mấy bà cụ ở xóm nè chỉ thêm vô, mình mần từ từ, mình có kinh nghiệm. Hồi xưa mình có khi nào mình nghĩ bánh dân gian lại có thể là đem phục vụ khách du lịch như hôm nay không chị? Đúng rồi, không nghĩ tới đâu. Nhưng mà bây giờ lượng khách một ngày một đông, người ta khen ngon đó. Rồi cái mình, chứ mà hồi đó là đặt lần 10 phần, rồi 20-30 phần, giờ lên cả trăm phần, có khi hơn cả trăm, rồi các cơ quan người ta đặt nữa đó. Thành ra mình thấy nó phấn khởi, không phấn khởi, mình biết là mình mới ngon thực sự là để khách đó, người ta công nhận, chứ mình không biết ngon, mình không biết của mình là ngon. Mình chỉ mặn theo truyền thống của mình thôi à. Mời cả nhà mình ăn trước món ngọt đi. Ăn món ngọt trước, là món ngọt là dùm bánh bèo, ăn nước dừa nè. Bánh chuối cũng ăn với nước dừa, ở này bánh bò tóp, ăn cũng nước dừa luôn, rồi bánh bò trong, rồi ở đây thì bánh da lợn. Cái này mọi thứ ở trong đây đều có nước cốt dừa hết, nhưng mà mình thích béo nữa, mình chấm nữa thì vẫn được. Còn riêng đây là món mặn, mình ăn với giá với nước mắm, làm cho nó đỡ ngán á. Nhìn chị Bảy tư vấn cho khách về từng loại bánh, cũng như cách thưởng thức bánh mặn, bánh ngọt với nước chấm ra sao, càng làm cho mọi người thêm cảm tình về sự chân thành, hiếu khách của bà con làm du lịch nơi này. Ngoài được thưởng thức nhiều loại món ăn ngon, tận hưởng không khí mát mẻ của miệt vườn, thì du khách còn được tập chế biến các món ăn dân dã hay hướng dẫn cho con cháu về cách làm bánh của bà, của mẹ xưa kia. Bánh dân gian mà xưa chị đã từng làm qua. Nhưng mà đối với chị thì con tới chừng mà con mà mình nó lớn lên thì nó chưa được cái mà hiểu biết về nhiều làm bánh hay là mà đi quê hương đi này đi kia rồi đó. Nó chưa có mà biết. Hôm nay chị tới đây thì chị thấy cái điểm này nó rất là hay. Làm tạo cho mình để mà làm bánh này bánh kia, bánh dân gian hồi xưa vậy đó. Để con mình nó thấy, để con mình nó biết và nó làm thử. Ngày nay đi về những miền quê, người ta sẽ rất ít thấy cảnh quết bánh phồng bằng chài hay xay bột bằng cối đá như ngày xưa. Nhưng dù đi đâu thì chúng ta vẫn thấy những sản phẩm bánh dân gian được bày bán ở các cửa hàng, siêu thị hay những shop đặc sản. Nói cách khác, bánh quê đã đường hoàng ra thương trường và bước sang bên kia bờ đại dương. Điều quan trọng nhất, hơn 300 năm qua, bánh đã đi vào đời sống. Bánh là văn hóa, là máu thịt của vùng đất phương Nam. Dẫu trải qua bao cuộc bể dâu, thì bánh dân gian Nam Bộ vẫn luôn được bảo tồn và không ngừng phát triển ở hôm nay và cả mai sau.